إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا Sống ở đời đừng kiêu ngạo và khinh thường người khác Con người trong thế giới phàm trần này, Allah Thượng Đế Toàn Năng đã tạo ra sự khác biệt giữa họ và đã ưu đãi một số người này vượt trội hơn những người kia về bóng lọc và sự ban bố, khiến một số người trong số họ trở nên giàu, giàu có, giàu sang phú quý và một số thì nghèo hèn khó khăn. Một số thì quyền cao chức rộng và một số khác thì thấp hèn yếu thế. Một số thì tài giỏi, khôn ngoan và một số khác thì không như vậy. Một số thì con cháu đầy đàn và một số khác thì không con cái hoặc rất ít con cái. Tất cả đều từ sự thông thái và trí minh của Allah, Thượng Đế Toàn Năng. Wallahu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil fi Faman alladhina fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa ni'matillahi yajhalun. Allah Subhanahu wa ta'ala phán ở chương 16 anh là câu 71. Allah đã ưu đãi người này vượt trội hơn người kia trong các ngươi về bóng lọc nhưng những kẻ được ưu ái hơn về bổng lộc không chịu chia sẻ bổng lộc của mình với những nô lệ dưới quyền vì sợ rằng họ trở thành những người chia sẻ bình đẳng với mình trong phương diện đó. Có phải chúng đang phủ nhận ân huệ của Allah? Và trong câu kinh khác Allah subhanahu wa ta'ala phán أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون لنا nào chúng toàn quyền phân chia hồng ân của Thượng Đế của phân bố sinh mới toàn quyền phân bổ sinh kế của chúng giữa chúng với nhau trong đời sống trần tục này. Ta đã nâng một số người này trội hơn một số người khác về cấp bậc để cho người này bắt người kia phục dịch và hồng ân của thượng đế của người tốt hơn của cái mà chúng tích lũy. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán ở câu kinh khác Lillahi wal ma yasha يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ». Allah subhanahu wa ta'ala đấng toàn năng phán, quyền thống trị các tầng trời và trái đất thuộc về một mình Allah. Ngài tạo hóa bất cứ thứ gì Ngài muốn. Ngài muốn ban cho con gái, Ngài muốn ban con gái cho ai là tùy ý Ngài, và ban con trai cho ai cũng là tùy ý Ngài. Hoặc Ngài muốn ban cả hai, trai và gái cho ai là tùy ý Ngài, và làm cho ai đó hiếm muộn cũng tùy ý Ngài, không ai có quyền can thiệp. Quả thật Ngài là đấng toàn tri, đấng toàn năng. Chương 42 Ashura câu 49 và câu 41 và câu 50. Giàu và nghèo, tài giỏi và kém cỏi, thông minh và khờ khạo, quyền uy và yếu thế, cao sang và thấp hèn, đông con và ít con cái hay không có con, tất cả đều là quy luật cân bằng trong cuộc sống ở thế giới đường gia, ở thế giới phàm trần mà Allah đấng thông thái, đấng toàn tri đã sắp đặt và an bài. Bất luận ai đó tài hoa, khôn ngoan và trí tuệ đến đâu, bất luận uh, bất luận ai đó giàu có, đến mấy và quyền thế như thế nào thì cũng chỉ là một tạo vật của Allah Subhanahu wa ta'ala, không hơn không kém tài hoa, thông minh, quyền thế, vinh dự và sự giàu có của y, của người đó cũng đều là do Allah ban phát và Allah có thể lấy lại bất cứ lúc nào tùy ý Ngài. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyatikal khairu biyatikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir innaka ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala fain ở câu 26 và 27 của chương Ali Imran Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad hãy nói lạy Allah đức vua nắm mọi vương quyền Ngài muốn ban dương quyền cho ai là và lấy lại dương quyền từ ai là tùy ý Ngài. Ngài muốn ban dinh dự cho ai và hạ nhục bất cứ ai là tùy ý Ngài. Mọi điều tốt lành đều nằm trong tay Ngài. Quả thật, Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ. Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban đêm. Ngài rút cái sống ra từ cái chết và rút cái chết ra từ cái sống. Và Ngài ban phát bổng lộc vô kể cho ai Ngài muốn. Đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Vì vậy, hỡi người Muslim, khi chúng ta gặp người giàu có, chúng ta hãy đừng đố kỵ. Khi chúng ta gặp kẻ nghèo hèn, chúng ta hãy đừng cười chê. Khi chúng ta gặp người yếu thế, chúng ta hãy đừng ức hiếp. Khi chúng ta gặp kẻ đáng thương, chúng ta hãy nhớ giúp đỡ. Và khi chúng ta gặp người lương thiện và nghĩa khí, chúng ta cần phải bảo vệ họ. Và khi chúng ta gặp kẻ toan tính, chúng ta hãy tránh xa họ. Nhiều người trong chúng ta khi được ban cho sự thành công trong kinh doanh, sự dễ dàng và thuận lợi trong công việc, đạt được sự giàu có, thay vì nên tạ ơn Allah bằng cách dâng lời Ngài, tìm kiếm sự hài lòng của Ngài và giúp đỡ tương trợ những người kém may mắn hơn, thì họ lại kiêu ngạo, thì họ lại kiêu ngạo và tự cao tự đại, họ phủ nhận các ân huệ của Allah và khinh thường những người thua kém hơn mình. Trong Quran ở câu 76 đến câu 78 của chương 28 Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta biết rằng Arun, một nhân vật xuất thân từ đám dân của Nabi Musa alaihi salam, được Ngài ban cho kho tàng châu báu nhiều đến mức cần phải nhờ đến cả đại đội, những người cơ bắp lực lượng mới giác nổi những chìa khóa kho tàng của y. Và khi được nhắc nhở rằng hãy Hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho để tìm kiếm một ngôi nhà ở đời sau và hãy đối xử tốt với người khác và chớ tìm cách làm điều tội lỗi. Qarun, dân giáo kiêu ngạo và tự cao tự đại nói, thật ra ta được giàu có là điều do sự hiểu biết của ta mà thôi. Và và đây thường là bản chất của những kẻ vô ơn. Khi họ được ban cho sự thành công và giàu có, họ quên ơn Allah Subhanahu wa Họ quay lưng với Ngài và họ nói với mọi người, những gì tôi có được đều do tôi tài giỏi, những gì do tôi những gì tôi có được đều do tôi biết cách tính toán, do tôi có tư duy khôn ngoan sáng suốt và nhạy bén. Và họ trở nên xem thường và khinh khi những người nghèo, những tầng lớp lao động chân tay, thay vì cần biết ơn những lao động, những lao công dọn rác đầy vất vả những nông dân dầm xương dại nắng để mang lại cho họ những hạt gạo thơm ngon, những phụ hồ và những thợ xây đã khổ cực làm nên những ngôi nhà cho họ che mát. Họ làm miệt thị và khinh bỉ, thậm chí còn buông lời xúc phạm. Một số người trong số họ thường nói về người nghèo, đại loại như họ nghèo là bởi vì họ ngu dốt, họ nghèo là bởi vì họ không biết tính toán, họ nghèo là bởi vì họ không có tư duy khôn ngoan, dân dân và biện dân. Hỡi người Muslim, chúng ta hãy biết rằng nếu trong thế giới này chỉ toàn là người thông minh nếu trong thế giới này chỉ toàn là người thông minh là người tài giỏi là giàu để giàu có không ai kém thông minh không ai kém tài không ai khó khăn và nghèo khổ chắc chắn thế giới này chắc chắn thế giới loài người sẽ không thể tồn tại bởi lẽ sẽ không có chuyện ai sẽ phục dịch cho ai sẽ không có những người dọn rác sẽ không có những người làm công sẽ không ai chịu vất vả để trồng trọt và chăn nuôi các nhà máy công xưởng xí nghiệp sẽ không tìm thấy công nhân đến làm thuê ai cũng muốn làm chủ ai cũng muốn quản lý ai cũng muốn quản lý và chỉ huy không ai muốn trở thành cấp dưới và nghe lệnh của người khác nếu ai cũng là giám đốc nếu ai cũng là bác sĩ thì ai ai sẽ là nhân viên và bệnh nhân nếu ai cũng là chỉ huy thì ai sẽ là người thực hiện công việc يا الله دا, ديوني. دا زخرف. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه chúng ta hãy lắng nghe lời của Allah Subhanahu wa Ta'ala phán. Chính ta mới toàn quyền phân bổ sinh kế của chúng giữa chúng với nhau trong đời sống trần tục này. Ta Allah đã nâng cấp một số người này trội hơn một số người khác về cấp bậc để cho người này bắt người kia phục dịch. Đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala rất rõ ràng. Hỡi người Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala nới rộng bộ, nguồn bổng lọc cho người này và thu hẹp cái nguồn bổng lọc đối với người kia. Ngài ban vẻ đẹp cho người kia nhưng không ban nó cho người này. Ngài ban cho người này giàu có nhưng để người kia khó nghèo. Ngài ban quyền lực cho người kia nhưng không ban cho người này. Ngài ban cho người này sức mạnh cơ thể nhưng để người kia ốm yếu. Ngài ban cho người kia đông con cái, nhưng người này thì ít hoặc không con cái. Ngài để người này thuận lợi và dễ dàng trong công việc, nhưng để người kia đối mặt với khó khăn và khốn đốn, dân dân và dân dân. Tất cả những điều này không phải là gì Allah bất công, không phải là gì Allah không nhân từ hoặc Ngài không sáng suốt. Allah cho chúng ta biết mục đích thực sự của việc Ngài để người này vượt trội hơn người kia và người kia thua kém hơn người nọ Ngài phán. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum liyabluwakum fi ma ataakum. Allah subhanahu wa ta'ala phán chúng ta hãy lắng nghe lời của Ngài. Và Allah là đấng đã để các ngươi hỡi con người thành những đại diện của ngài trên trái đất ngài đã nâng nhóm người này vượt trội hơn nhóm người kia mục đích để làm cái gì mục đích để thử thách các ngươi bằng những thứ mà ngài đã ban cho các ngươi như vậy rõ ràng sự khác biệt và vượt trội giữa con người trên thế giới trần gian này trên gia này là cái mà thông qua đó Allah subhanahu wa ta là thượng đế của của nhân loại và dạng vật muốn kiểm tra xem ai là người làm tốt. Allah muốn kiểm tra xem người giàu và quyền thế sẽ làm gì với ân huệ giàu có và quyền thế của mình. Allah muốn biết họ có tri ân Ngài bằng cách dâng lời Ngài và thừa nhận ân huệ của Ngài hay không. Allah muốn biết họ có chia sẻ và giúp đỡ người nghèo và yếu thế hay không. Hay họ sẽ vô ơn Ngài bằng cách phủ nhận ân huệ của Ngài, bằng cách bất tuân Ngài và coi khinh người nghèo cũng như không giúp đỡ họ và đối với người nghèo và yếu thế. Allah subhanahu wa ta'ala muốn nhìn thấy sự kiên nhẫn và chịu đựng của họ. Allah muốn kiểm tra tấm lòng của họ, xem họ có vượt qua sự có có vượt qua được sự đố kỵ và ganh ghét hay không. Họ có làm bậy và trái lệnh Ngài khi đối mặt với khó khăn hay không? Và ai vượt qua được bài kiểm tra và thử thách của Ngài sẽ thành công và được ban thưởng ở đời sau. Hỡi người Muslim, chúng ta cần biết rằng dinh dự và ân huệ không phải ở việc ai đó được Allah cho nhiều bóng lọc và của cải. Và việc ai đó mà Allah thu hẹp bóng lọc cũng không phải là điều nhục nhã và đê hèn. Ai có suy nghĩ như vậy thì chính là kẻ nằm trong hình ảnh mà Allah subhanahu wa ta đã phán ở uh, chương 89 Al-Fajr câu 15-16. فأما الإنسان إذا مبتلى له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. quả thật con người khi được thượng đế của y thử thách y với danh dự và ân huệ thì y nói thượng đế của tôi đã ban cho tôi niềm vinh dự. واما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. nhưng khi y bị thử thách và khi y bị thử thách với việc thu hẹp bổng lộc thì y lại bảo thượng đế của tôi, hạ nhục tôi. Hỡi người Muslim, chúng ta hãy biết rằng mỗi người chúng ta đều có giá trị riêng của bản thân mình. Người giàu hay người nghèo đều có ích cho cuộc sống và xã hội trong thế giới này. Không ai vô giá trị và là thứ vô dụng nên bị bỏ đi cả. Đối với Allah Subhanahu wa ta'ala con người đều ngang bằng nhau, không ai, không phải người giàu là có giá trị, còn người nghèo thì không. Đối với Allah subhanahu wa ta'ala, đấng công bằng, giá trị đích thực của một người là ở lòng tất qua, tức ở lòng kính sợ và công và sự công chính của người đó đối với Ngài. Không phải là ở sự giàu có, không phải là ở sức mạnh cơ bắp, không phải là ở quyền lực hay ở sự thông minh và tài giỏi. Allah khẳng định với con người In akramakum indallahi atkakum. Allah đã khẳng định rất rõ ràng về điều này In akramakum indallahi atkakum. Quả thật người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah Là người có tất qua Tức là người có lòng uh, Người có sự ngay chính Có lòng ngoan đạo Và sợ Allah nhất trong các người Chương 49 Al-Hujurat câu 13 một ngày nọ, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đang ngồi cùng với một nhóm sohabah anh hùng. Một người đàn ông giàu có và sang trọng đi ngang qua. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam quay sang các sohabah và nói với họ: Các người nói gì về người đàn ông giàu có kia? Các sohabah anh hùng nói: Họ đánh giá người đàn ông đó qua vẻ bề ngoài của người đó và uh, qua vẻ bề ngoài của đó trên dunia này, giá trị của đó trên dunia này. Thì họ nói nếu anh ta yêu cầu hay đề nghị kết hôn thì sẽ được đồng ý. Nếu anh ta can thiệp thì sẽ thì sự can thiệp đó của anh ta sẽ có hiệu quả. Và nếu anh ta nói thì lời nói của anh ta sẽ được lắng nghe. Thiên sứ của Allah s a im lặng. Sau đó một người đàn ông Muslim nghèo đi ngang qua. Thiên sứ của Allah s a nói các người nói gì về người đàn ông này? Các sahabat anh anhum nói: Nếu anh ta đề nghị kết hôn sẽ không được đồng ý. Nếu anh ta can thiệp thì sự can thiệp sẽ không có hiệu quả. Và nếu anh ta nói thì lời nói của anh ta sẽ không lắng nghe. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói rằng, sau đó mới nói rằng: Người đàn ông Muslim nghèo đó tốt hơn cái người giàu có kia cả một trái đất. Thì đây là hadith do à, à, Bukhari ghi lại. Hỡi người Muslim chúng ta không hề biết được tương lai của mình như thế nào. Cho nên, một người lúc ở trên núi đừng cười người dưới núi, vì có ngày họ sẽ thay thế anh ta. Người nào đang ở đỉnh vinh quang chớ đừng tự phụ và kiêu căng. Còn ai không được may mắn hay không mấy thành công trong cuộc đời cũng đừng tự ti và xem thường bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và sự cố gắng và phấn đấu tốt nhất đó là sự cố gắng và phấn đấu cho cuộc sống đời sau bởi vì cuộc sống đời sau tốt hơn và mãi mãi trường tồn. Hỡi người Muslim hãy lắng nghe lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Những lời phán, những câu kinh của Allah đây là những những câu kinh của Đàm mà chúng ta thường nghe hàng ngày khi chúng ta đứng dừng lễ Salat cùng với Imam. A'udhu billahi minash rajim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردّى إنّ علينا للهدى وإنّ لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله سبحانه وتعالى فان Với nội Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ, thề bởi ban ngày khi nó sáng tỏ. Thề bởi đấng đã tạo ra nam và nữ, đực và cái. Quả thật, nỗ lực của các ngươi hỡi con người rất đa dạng. Vì vậy, đối với ai to của cải, tài sản vào con đường của Allah và kính sợ Ngài và luôn tin vào điều thiện tốt, ta Allah sẽ tạo sự thuận lợi và dễ dàng cho y đến thiên đàng. Còn đối với ai keo kiệt và cho mình giàu có và phủ nhận điều tốt, ta sẽ khiến y luôn được thuận lợi để đến với sự gian khổ, tức là quả ngục. Tài sản của cải của y chẳng giúp ích được gì cho y khi y bị quỷ diệt. Quả thật việc hướng dẫn là nhiệm vụ của ta. Và quả thật đời sau và đời sống trần gian đều là của ta. Vì vậy ta cảnh báo các ngươi về ngọn lửa cháy dữ dội. Không ai bị thiêu đốt trong đó ngoại trừ những kẻ bất hạnh. Đó là những kẻ đã phủ nhận và quay lưng và người ngoan đạo, sợ Allah sẽ được ở xa nó. Và người ngoan đạo, sợ Allah sẽ được ở xa nó tức quả ngục, đó là người đã dùng của cải của y để tẩy sạch bản thân, y không mong được trả ơn khi y làm điều thiện cho người. Y chỉ mong sự hài lòng của Thượng Đế của Y đứng tối cao. Rồi đây chắc chắn Y sẽ được hài lòng và tội nguyện về những gì Allah sẽ ban cho ở đời sau. Chương 87 là, là câu 1 đến câu 21. Hỡi những người Muslim, đó là những lời nhắc nhở. Vì vậy, người những người nghèo, những người nghèo chúng ta chớ nên tự ti. Và những người giàu có, những người giàu sang giàu sang quyền quý chúng ta chớ nên tự phụ và kiêu căng. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và ban phúc lành cho tất cả chúng ta và cầu xin Allah Subhanahu wa cho chúng ta là những người luôn biết kính sợ Allah và luôn những người giàu luôn 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 là những người khiêm tốn và luôn biết chia sẻ giúp đỡ người nghèo và những người nghèo thì luôn bớt luôn kiên nhẫn chịu đựng và kính sợ Allah và cố gắng phấn đấu và luôn luôn không ganh tị với những người giàu. Thì câu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban phúc lành cho tất cả chúng ta ở đời này và ở đời sau. Wa sallallahu wa sallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.